Những trận chiến chỉ có trong lời kể phần 7. 19. Đuổi bắt Jinchuriki thất vĩ. Trong anime, chúng ta chỉ biết được Fu sau khi tham gia kỳ thi Chunin tại làng Cắt và trên đường trở về làng bị bộ đôi bất tử chặn đường. Nhưng với thuật ẩn thân đến từ vĩ thú hệ đất thì Fu rất sành trong việc chạy trốn và không có thông tin chính xác ai trong đội ngũ Akatsuki đã bắt và phong ấn cô nàng. 20. Bộ đôi bất tử đánh với Jujito. Trận đánh này chúng ta chỉ thấy được mở màn và kết thúc, chỉ thấy Hidan dùng chiêu tự sát để bắt nhị vĩ. Nhưng với mở màn cho bộ đôi đó ăn hành áp đảo cùng với hình thể toàn lửa như thế vẫn không hiểu Hidan lấy máu kiểu gì. 21. Sanin đánh với Hanzo. Đây có lẽ trận chiến làm chúng ta tò mò nhất, diễn biến trận chiến vẫn là một dấu hỏi. Hanzo thì trong đại chiến lần 4 chưa thể hiện được nhiều, còn Tamin lúc đó đã phát triển các nhẫn thuật chủ đạo chưa? Nhưng phong hào huyền thoại đã đi cùng tên tuổi của họ như là một minh chứng đây là một trận đánh cực kỳ đặc sắc.